Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay 26 tháng 6, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa mật mã của dự án Hamster Combat để chúng ta nhận được 1 triệu xu. Và tiếp theo đó thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa của dự án MemeFi để chúng ta nhận được 2 triệu xu. Và chúng ta sẽ mở combo thẻ của dự án Gamecoin và dự án Pixelverse. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa của dự án Hamster nhé. Với những người mới thì họ chưa biết cách để nhấp cái ký tự này nó hiển thị ra trên màn hình ấy, thì với những cái dấu chấm này các bạn sẽ nhấp tay vào màn hình một lần, sau đó các bạn buông ra thì nó sẽ hiển thị ra dấu chấm tròn. Còn với dấu gạch ngang thì chúng ta sẽ giữ nì ngón tay ở trên màn hình khoảng 1 giây, sau đó các bạn buông ra nó sẽ hiển thị lên dấu gạch ngang. Và với dấu gạch ngang này thì các bạn phải làm liền mạch nhé. Ví dụ chữ O này nó sẽ có 3 dấu gạch ngang. Khi các bạn vừa buông tay ra thì các bạn phải nhấn tay tiếp để giữ, để cho nó hiển thị lên cái dấu gạch ngang thứ hai, thứ ba. Tránh trường hợp là các bạn buông ra xong chờ một lúc các bạn mới nhấn thì nó sẽ bị mất chữ nhé. Đấy, cái này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải làm liền mạch, không được nghỉ, không được ngắt quãng. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn chi tiết cách để chúng ta làm nhé. Trước khi hướng dẫn các bạn mở khóa từ khóa của ngày hôm nay thì mình sẽ vào trong cái mục earn này để chúng ta nhận thêm phần thưởng là 100k xu. Ở đây thì sẽ có một cái video YouTube của dự án này. Các bạn sẽ nhấp vào đây, sau đó các bạn nhấp vào mục xem này. Sau đó thì một tiếng sau các bạn quay trở lại đây check nhé. Lúc sáng nay thì mình xem rồi, bây giờ mình chỉ việc check và nhận 100.000 xu thôi. Và cái nhiệm vụ hàng ngày ở đây thì các bạn sẽ vào điểm danh để chúng ta nhận thêm phần thưởng nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa từ khóa của ngày hôm nay. Các bạn sẽ nhấp vào chữ mật mã hàng ngày này. Và bắt đầu chúng ta sẽ giải mã từ khóa hôm nay là từ khóa FOMO nhé. Chữ F đầu tiên nó sẽ có 2 chấm tròn, 1 gạch ngang, 2 chấm tròn này. Chữ O sẽ có 3 dấu gạch ngang này. Cái này bị nỡ mất rồi. 1, 2. Tiếp theo chữ O 3 dấu gạch ngang. Chữ M sẽ có 2 dấu gạch ngang. Tiếp tục đến chữ O sẽ có 3 dấu gạch ngang. Như vậy là mình đã mở khóa thành công của ngày hôm nay để nhận được 1 triệu xu này. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa của dự án MemeFi. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận claim cái phần thưởng nó đào bằng bot này nhé, để cho nó rộng màn hình ra. Khi các bạn claim rồi thì nó sẽ ẩn cái thanh công cụ đó đi, thì nó rộng màn hình ra các bạn mới thao tác được. Và ngày hôm nay thì nó sẽ có thêm một cái nhiệm vụ mới ở đây. Ở trên đầu này nó hiển thị nếu mà các bạn không làm xong nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ không mở khóa được cái mật mã của ngày hôm nay. Nên chúng ta cần phải nhấp vào đây để nhận cái phần thưởng là 500.000 nhé. Phần thưởng này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta làm nhiệm vụ này. Các bạn sẽ join vào đây. Và tiếp theo thì follow cái channel của dự án này. Đây là cái đối tác mới của cái dự án MemeFi. Rồi sau khi mà chúng ta follow xong chúng ta lại quay trở lại đây. Chúng ta sẽ nhấp vào cái mục check nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục giết này. Như vậy là đã xong một nhiệm vụ. Còn nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ follow tài khoản X của cái dự án này. Các bạn sẽ nhấp vào X này. Và chọn chỉ một lần này. Ở đây các bạn sẽ nhấp theo dõi nhé. Rồi sau đó chúng ta quay trở lại cái nhiệm vụ luôn. Các bạn nhấp lại vào cái mục X này để chúng ta check này. Đấy, các bạn nhấp vào check in. Rồi chúng ta sẽ nhấp giết để nhận phần thưởng nhé. Như vậy nó báo tích xanh là chúng ta đã nhận phần thưởng 500.000 cái đồng coin này thành công nhé. Bây giờ các bạn sẽ nhấp mũi tên quay trở lại. Trong cái mục earn này thì nó vẫn còn nhiệm vụ để chúng ta kiếm thêm phần thưởng này. Đây, còn cái nhiệm vụ này chúng ta sẽ nhận được là 40.000 xu nhé. Các bạn nhấp vào đây. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào play.com này. Tiếp theo thì nhấp vào telebot này. Rồi chúng ta quay trở lại. Nhấp lại vào đây và nhấp vào mục check này. Giết này. Rồi bên dưới này còn một cái nhiệm vụ nữa. Chúng ta sẽ làm nốt nhé. Tham gia TN của cái channel dự án này. Rồi tham gia xong chúng ta sẽ quay trở lại luôn này. Và các bạn nhấp vào mục check và giết nhé.
Như vậy là chúng ta đã xong các nhiệm vụ rồi. Cái mật mã của ngày hôm nay sẽ là 33421 nhé. Thì các bạn sẽ chia con này ra làm 4 ô. Ô đầu tiên số 1 là trên đầu và cái mặt nó là số 2, số 3 nó sẽ ở ngực và số 4 ở chân. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thao tác 33421 này. 33421. Như vậy là mình đã mở khóa Meme file thành công và mình nhận được 2 triệu xu cộng với các cái nhiệm vụ nữa là vào 3 triệu xu các bạn nhé. Mình sẽ nhấp vào Continue để nhận phần thưởng. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu mở khóa của cái dự án Gamecoin nhé. Các bạn sẽ nhấp vào mục Min ở đây. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm 3 chiếc thẻ của ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái thẻ của trang số 4 này. Cái thẻ này thì mình nhìn thấy cái hình ảnh của nó rồi. Ở đây nó sẽ có một cái hộp quà quả bóng này. Các bạn sẽ nhấp vào đây để chúng ta nhận. Bạn nào mà chưa gửi cái hộp quà này cho bạn bè thì các bạn nên gửi chéo nhau nhé. Đấy, nếu mà các bạn chưa mở lần đầu tiên thì các bạn nhấp vào nó sẽ có cái mục là Send Free Gift này. Có nghĩa là các bạn sẽ gửi cái link này. Các bạn nhấp vào cái chữ Send Free Gift này, gửi link này cho bạn bè. Thì bạn bè là những người mà đang đào con này ở trên Tele ấy, các bạn gửi trực tiếp qua Tele và bảo họ nhấp vào cái link này thì các bạn sẽ được mở khóa cái hộp quà này nhé. Nếu các bạn không gửi chéo nhau ấy, thì các bạn sẽ không thể mở được. Và bây giờ mình sẽ nhấp vào mục Get này. Như vậy là mình đã mở được chiếc thẻ đầu tiên. Bây giờ mình sẽ đi tìm chiếc thẻ thứ hai và thứ ba nhé. Chiếc thẻ đầu tiên này nó nằm ở trang số 4 và chúng ta sẽ quay trở lại trang thứ 1 đi xem nào. Trang đầu tiên nhé. Mình nhìn cái hình ảnh này quen quen. Đây rồi. Cái thẻ này nó ở trang số 1 này. Như vậy là mình đã mở được hai chiếc thẻ. Và bây giờ thì mình sẽ tìm chiếc thẻ thứ ba. Chúng ta sẽ vào cái trang số 2 xem là có không nhé. Đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ mở cái thẻ này. Như vậy là mình đã mở thành công 3 chiếc thẻ của ngày hôm nay. Chiếc thẻ số 3 này nó nằm ở trang thứ 2. Chiếc thẻ thứ 2 này nó nằm ở trang số 1 và chiếc thẻ thứ 3 này nó nằm ở trang thứ 4 này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mở khóa của cái dự án Pixelverse. Và đây thì nó có hiển thị thông báo là kết nối ví OKX và nhận được 30.000 xu này. Thì hôm trước mình cũng đã kết nối rồi cho nên hôm nay mình sẽ ấn vào cái dấu X này để bỏ qua nó nhé. Nếu mà bạn nào mà chưa biết cách kết nối thì có thể xem lại video của mình. Ở đây thì nó sẽ có thêm cái mục là tham gia kênh Telegram của chúng tôi này. Chúng ta sẽ nhấp vào mục bắt đầu. Tham gia thì các bạn sẽ nhận thêm được cái phần thưởng nhé. Cái mục này thì ngày hôm nay nó bổ sung thêm rất là nhiều nhiệm vụ. Có thể là cái nhiệm vụ này mình sẽ ra một cái video khác nhé. Còn hiện tại thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ của ngày hôm nay. Và sau đó thì mình sẽ ra một cái video làm nhiệm vụ riêng nhé. Để cho nó đỡ mất thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại mục phần thưởng và nhấp vào claim này. Chúng ta sẽ điểm danh hàng ngày để nhận thêm phần thưởng này. Sau khi điểm danh hàng ngày xong, chúng ta sẽ nhấp vào mục chơi ở đây. Và phần thưởng tối đa của ngày hôm nay mình sẽ nhận được là 11.181.600 đồng coin này nhé. Đây là cái phần thưởng này, nó sẽ dựa trên cái lợi nhuận hàng giờ của các bạn. Lợi nhuận hàng giờ hàng ngày. Ví dụ các bạn nâng thẻ lên level cao ấy, thì cái lợi nhuận hàng ngày cao thì khi các bạn mở cái bộ combo này ra các bạn cũng sẽ nhận được cái lợi nhuận cao nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ 4 thẻ của ngày hôm nay. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở từ trái qua phải, mở lần lượt nhé. Nếu các bạn mở đúng thẻ nhưng mà sai thứ tự thì các bạn sẽ bị giảm cái phần thưởng tối đa này. Ví dụ các bạn đang được phần thưởng tối đa là 11 triệu thì có thể nó sẽ giảm đi vài trăm nghìn. Và cái phần thưởng tối đa này thì nó dựa trên lợi nhuận mỗi giờ của từng tài khoản nhé. Tài khoản của mình thì được hơn 11 triệu, còn tài khoản của các bạn có thể là cao hơn hoặc thấp hơn, nó tùy theo cái cấp độ các bạn nâng cấp. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm chiếc thẻ đầu tiên này. Thẻ đầu tiên là thẻ này nhé. Các bạn sẽ nhấp vào thẻ và kéo nó lên cái ô ở trên này. Tiếp theo thì đến cái thẻ thứ hai. Thẻ thứ hai là thẻ này đây các bạn nhé. Tiếp theo thì đến cái thẻ thứ ba này. Thẻ thứ ba là thẻ này. Thẻ thứ tư là cái thẻ này nhé. Sau khi các bạn mở được 4 thẻ, chúng ta sẽ nhấp vào mục kiểm tra.
Ở đây thì nó báo mình là hoàn thành 100%, nếu trường hợp của các bạn hoàn thành chỉ độ 80-90% là do các bạn mở thẻ này nó không lần lượt thứ tự nhé, và nó không đúng từ trái qua phải thì các bạn cũng sẽ không được nhận là đầy đủ cái phần thưởng. Đó, còn khi mà các bạn mở đúng thẻ, mở đúng cái thứ tự của nó thì chúng ta sẽ nhận đầy đủ phần thưởng này. Mình sẽ nhấp vào mục yêu cầu bồi thường. Như vậy là mình đã nhận thành công 11 triệu xu này. Như vậy là trong buổi sáng hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn mở mật mã của hai dự án, đó là Hamster Combat và MemeFi, cộng với hai dự án mở thẻ combo đó là Pixelvert và Gamecoin. Bạn nào chưa biết cách mở thì có thể là xem kỹ video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và kiếm được thật nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.